Ok mọi người vào xem cái. Nãy do lỗi một chút nhé, em phát lại. Mọi người nghe thấy em nói gì không ạ? Bác xem cho em xin một like và chia sẻ đi ạ. Bác Toàn Nguyễn này, bác có nghe cháu nói gì không ạ? Mọi người xem nha, có dễ hơn không ạ? Bác cho cháu xin một chia sẻ cái bác. Bác có nghe cháu nói gì không? Phiên chợ hôm nay sợ hơi sớm nè, nắng ấm đẹp. Nhiều chó lắm ạ. Sao không thấy ai vào xem nhỉ? Hay là bị lỗi gì nhỉ? Anh mọi người có nhìn thấy không? Mọi người có nghe em nói gì không? Anh em con đỏ này, con đứng đâu cả? Đấy con đấy, con đứng đâu cả? Dạ ok, cảm ơn bác Đông Bùi nhá. Có nghe thì em nói gì không mọi người? Chả thấy bạn nào vào bình luận, em hơi hoang mang ấy. Ok rồi. Đây con cọc này. Con cọc này lần trước ra mười mấy triệu này. Con này bao tiền đấy anh ơi? 17 triệu à? Con cọc này 17 triệu này. Đây con đực này, đực thắng. Con cái. Cái à? Con cái là giống đó. Cái à? Cái mấy triệu đây? Con này 3 triệu. 3 triệu. Đã mua được thì mua đi. Đảm anh nhau. Đấy 10 triệu.
Dạ bao nhiêu? Lông mồm. Lông mồm. Lông mồm, lông mồm. Quay hơi lông lông mồm này. Bốn tiêu thức mai hoa này. Đấy, cái gì phô ra thôi. Đây có mấy con cọc xù này. Cọc xù à. Đấy. Anh số này bao nhiêu nào? Đây có lông mồm này, lông mồm. Cái bao tiền đi anh? 1.800.000 à? 1.200.000 à? 1.200.000 con này. Lông mồm này. Nhà sù vàng này. Vàng bao tiền đấy chị? Con này 1.200.000 này. Vàng mõm đen này. 1.200.000. Đi ra ngoài kia có mấy con đẹp nhá mọi người nhá. Giờ ngắm mọi em với em nhá. Ơ tiền con anh. Đấy, 2 con 1.200.000. 2 con 1.200.000 à? Ra ngoài này mọi người cho em tí, ra ngoài này có xó đẹp ngoài này. Có mấy con trắng với con đỏ đẹp phết. Gà này ngon này. Đây, cọc đây. Đây, cọc đây, cọc đây. Đấy, cọc xù trắng này. Trắng này. Đây đây, có bác Hà, chó bác Hà TV đang cũng phát đây. Và BB núi đang phát đây, mọi người nhìn chưa? Đấy, BB núi đây. Còn đây là chó bác Hà TV. Đấy. Đây có mấy con này, đây có con đỏ này. Con đỏ tuần trước bác nào hỏi đây. Con đỏ tuần trước bác nào hỏi đây, con này 10 triệu tuần trước đây. Đấy. Ok, mọi người xem cho em xin like và chia sẻ nhé. Mọi giúp em cái để mọi người xem đến. Đây là con sù đỏ này 10 mấy triệu đây nhỉ? Nó ở đây một mình thế này. Cái này cọc đen này, nổi ô. Đó là bắt cọc đen này. Cái này trắng rồi chứ. Ai bắt đấy? Cái này bắt cọc đen luôn này. Trắng có khách bắt hết rồi. Sủi ghê chưa này. Nè. Sủ đen này. Sủ đen đẹp hết này. Trắng tính ngực. Thực. Đây chắc gần tầm 3 tháng rồi đấy. Cực mà đẹp này. Cực trắng em mới đang Zalo ấy. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đỏ này. Ok em chào chị Hương Châu nhá. Đây con cọc này, cọc này, con khoang này. Đây.
Vào trong chợ đi. Ok. Ok ok, đợi em tí em vào trong chợ nhé. Mấy con này thì giá trị hơi cao. Em vào chợ em chọn mấy con vừa vừa. Bò sữa này. Con này sao to bằng quanh được? Con của anh là to con này á? Con của anh 27 cân cơ mà. Thế con cộc này, cộc 25 triệu. Khuôn bé hơn con gấu nhà em. Con gấu nhà em to cao hơn nhiều. Con của anh to cao hơn nhiều. Chú bảo con 27 cân với con này chắc được 20 cân không? 20 cân người ta đấy. 20 cân? Đâu ở 23 hay 24 đấy. Gọi là hàng sản phẩm Mông Cộc à? Nhiều sao ấy nhỉ? Con này nó giá bao nhiêu? 25 triệu. Khung ok phết đấy. Khung con này ok phết đấy. Hơi gầy. Tôi đi vào chợ. Tôi đi vào chợ mọi người. Đây con cọc. Cọc 17 triệu đây. Này em hỏi trong cái lồng mọi người đấy không? Hơi bị đông đông phết này mọi người ạ. Ok em vào chợ nha, vào chợ mọi người ngắm nhá. Mọi người thích chó ở trong chợ gì ok. Đây lợn này, nhiều lợn chưa? Chiều nay em về một đôi khá là ok. Một đỏ một vàng kim. Đây con này nãy hỏi 2 triệu này. Con vàng này này. Con vàng nãy hỏi 2 triệu đây. Được cái đây. Được à? Đây được này, được nãy hỏi 2 triệu này. Cọc to đấy là cọc xù à anh? Ừ đúng rồi, cái con cọc to đấy là cọc xù. Đây có con này cũng đẹp hết này, con này này. Con bé bé này này. Đây này. Đốm lưỡi này. Được cái nhỉ? Được con này bé, con này hơn 2 cân chắc, tầm hơn 2 cân. Đấy. Đây con cọc này còn lông mồm nữa cơ. Đây con sù to phết đấy. Con này to phết này. Này chắc 18 cân. Con này nãy bảo 1 triệu mấy nhỉ? Con này cũng 2 triệu này. Đây này. Cọc cũng xù, hôm nay cọc xù nhiều. Cọc xù, cọc lông mồm nhiều đấy. Đây có mấy con, có một con cọc xù. Như trắng, trắng kia cọc xù. Bác đợi em tí nhé mọi người, đợi em tí em vào em xin. Bác mọi người đợi em tí nhé. Ok, con này ok hết này. Con này có ai nhỉ? À, bắt à?
Ok phát này, nhưng mà chắc là người ta bắt rồi. Đen này, đen tay dựng này, được cái đấy. Chưa có chó đẹp đâu mọi người ơi, ông chợ này. Con vệ này, con vệ này lông ngắn quá nhỉ. Đây là con vệ này này. Đây có con vệ lông ngắn lắm. Mặt nhăn à? Con sù này, sù vé này, sù vé này. Dạ ok, em chào anh Thành Nguyễn nhá. Đây này, đây này. Chào bác. Chào bác Triệu Đa. Chó này là con chó đỏ, đỏ ta này, đỏ thường này. Đây con tứ mục này. Cuộc lần trước nhờ Hiếu bắt tay dựng hết rồi, đẹp lắm. À ok anh Thành ơi, lên hết rồi anh. Thế là ok rồi. Anh Thành kiểm lâm Lào Cai nhờ, ok anh. Các bác xem cho em xin một like và chia sẻ nhé. Chia sẻ lên nhóm, lên hội, lên Zalo Facebook của mình ạ. Cái à, bao tiền? 1 triệu con cái này, tứ mục. Lông mồm là 1,2 triệu này. Ship đồng lai thì giá khoảng bao nhiêu? Tiền ship hôm trước em gửi chắc mất mấy trăm đấy. Tiền ship vừa gửi đồng lai ạ. Gửi ô tô từ đây về Hà Nội mất 200.000. Còn từ Hà Nội về đồng lai chắc khoảng mất 400-500 tầm đấy. Các xem cho em một chia sẻ lên Zalo, lên Facebook của em với. Ít người xem có mọi người ạ. Ít người xem nên hơi bị nản một tí. Đâu nhở, không thấy có nào đẹp nữa. Đây có con vàng này đẹp này, mọi người bắt được, bắt con này này. Con vàng này là ok này. Hôm nọ bác nào hỏi mua xù nhỉ. Đây bắt con này đi. Bắt con vàng này nhưng mà nó hơi bé tí này. Đây con vàng to phết này. Ok chào mọi người nhá. Chào chị Hồi Nguyễn này. Đây con cái đẹp phết này, con cái này cũng khá ok này. Đây là con cái này, đây con cái này cũng được này. Con cái này ok này. Đốm lưỡi. Cái này mấy triệu nhỉ? 3 triệu. Ủa 3 triệu rồi, 3 triệu bắt sao được? Đây là bao nhiêu vừa mới bán? 3 triệu. Úi dồi 3 triệu con này không bắt được. Bao nhiêu cũng là tiền.
mình hô hô hết rồi. Đây con cái này được đấy, con cái này được, cái trắng này được đấy. Nó phải tầm 3 tháng rồi, lên lông nó hơi bị cùn. Nó không phải như cái bọn 2 tháng mọi người ạ. Bán mình thôi tiền thôi, bán thế thôi. Bán mà. Đây có con cọc này hay phết này, con cọc này, con cọc trứng mục này hay phết, đẹp phết này. Người cọc cọc trứng mục này hay phết này. Quay đây thế nào, con này. Quay đây. Đấy, mặt cực đẹp, cực xinh luôn nhá, cực chất luôn này con này này. Đấy, ok đấy. Đây này. Con cọc này. Con cọc bao tiền em? 4 triệu. 4 triệu có 4 triệu con cọc này này. Phải chắc đẻ một lứa rồi. Răng đủ này, răng đủ này. Đúng lưỡi này. Người kiểm tra răng lắm. 4 triệu kiểm tra răng làm gì đúng không? 4 triệu quá bèo luôn mọi người ạ. Đẹp thật, con này đẹp. Con này một màu thì ok quá này. Con trắng này được cái em? Được ba tiền. Tự rưỡi con được. Con cần cọc xù với bao tiền nữa? 4 triệu cọc xù à? Cái con này bao tiền? 5 triệu á? Con nào? Cọc xù này, nghịch phết này. Con này 5 triệu. 5 triệu này, 5 triệu nhưng phải 4 triệu nhá, nhầm nhá. Bác nào thích gấu không? Gấu gấu này. Đây này. À, gấu trắng này. Gấu 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 này. Cái con này hay phết này, con bé này hay phết này. Nhưng mà con này, nhưng mà con này lùn chó, thấp chó này mọi người ạ. Thấp chó, lùn chó này. Cái con này ghê gớm phết này, đây này. Đấy, ghê gớm phết này này. Con này được cái nhỉ em nhỉ? Được à? Con trắng hay phết này được ấy. Sao được cái bắt là bắt con nào à, con này con cái bắt một đôi này, bắt một đôi này, con này con cái, con này đực này đấy. Còn cái con trong này bao tiền em? Con cọc đỏ mua giả chợ này em bán 9.8 triệu, 9.8 triệu nhá. Cái giá gì? Cọc đỏ 9.8 triệu. Con này mặt mặt như sói này. Sám cọc bán chưa em? Sám cọc nào nhờ? Con nào anh ơi? Sám cọc ở phía trên đấy á. Sám cọc. À con cọc của em á anh. Con cọc của em hay là con cọc ở chợ? Em vừa phát ở chợ. Con này ok, con này bao tiền đấy? 3 triệu con này này. Chim to khoai to. Đấy này. Ok, lông cũng được đấy. Chưa có chó đẹp đâu mọi người. Đấy có chỉ có muốn mấy con đấy thôi. Có mấy con đấy thôi. Mọi người thích xem con nào em cho xem con đấy nhá. Đây là mấy con này, mấy con chó ta thôi mọi người ạ. Mấy chó ta thôi. À con cọc của em á. Con cọc của em chưa anh ơi. Em vẫn đang nuôi. Con đấy nó mới được hơn 40 ngày. Mà nó mới được hơn 3 cân thôi. Con đấy khách trả em 20 triệu em chưa bán. Nếu mà được khoảng 25 triệu em cho trôi luôn đấy.
Con này đẹp lắm. Con này mà cái này, con vàng này mà cái này ok này. Nó lại là đực cơ. Rất tiếc nó lại là đực cơ. Vàng là cái thì quá không phải phê luôn, không phải mê đâu. Quá mê luôn này mọi người. Con này mà nhưng mà lại tiếc là đực. Đực thì không bắt nhá. Chợ khá là đông ạ, đây ạ, chợ khá là đông. Đây mọi người ngắm chó, ngắm người đẹp đây. Đây. Đâu nhỉ, con sù à, đây là sù. Con sù này, mọi người bắt con sù này cũng được này. Đây này, bắt sù được này. Không có bác Hà không có xe Thanh Hóa đâu. Thanh Hóa phải chạy hai chặng nhá. Về ra Lào Cai rồi từ Bắc Hà chuyển ra Lào Cai. Rồi mới từ Lào Cai chuyển ra Thanh Hóa. Tất cả các xe từ Nam ra Bắc đều có hết nhưng mà phải hai chặng nhá. Chỗ này không có con nào à? Chỉ thấy toàn người thôi, chó thì rất là ít, chỉ toàn người thôi. Toàn người thôi. Đây, đây có mấy con này thôi. Mấy con này đây. Có mấy con này thì ok tí rồi này. Anh ơi, đúng con này đúng bao nhiêu thì bán? Giá được bao nhiêu? Hả? Giá được bao nhiêu? Con này bán giả bao nhiêu? Có nghìn giả bao nhiêu? 1.8 triệu, giá 2k. À đây con cọc này, đây con cọc này. Cọc này bao tiền đấy? 2 triệu, bảo là 2 triệu mấy. Con cọc này bao tiền đấy? Bỏ ra xem nào. Tai to thế nhở? Tai to quá. Cọc bao tiền đấy? Hơn 2 lít hơn 200 á? Dưới. Hả? 2 lít rượu á? 2 lít dưới. Đây là người đẹp với một chó này. Đấy, ngồi về kia. Đấy, đây này mà về. Như sư tử. Tai to như sư tử nhỉ? Cọc tai to lắm mọi người này. Mày đi đâu? Tai này là tai không mở lên được. Sợi đen này được cái nhỉ? Được rồi. Con này bao tiền? 2 triệu. 2 triệu à? Bạch lưỡi đúng không? Con đố. Con đố đúng không? Con đố. Một cho rõ tao đây, những cái nhìn thấy một cái miếng đố nhỏ thế nào. Một tí là được. Đố đố cái gì đố? Đố. Nhiều phết này. Đấy, thích xem con nào là mọi người xem tiếp con nào để em cho xem nào. Đây con này ok này, con cái này ok này. Em phát khoảng 30 phút nữa em có việc là em xin phép nhé mọi người nhá. 15 phút nữa thôi. Em có việc đi bây giờ nên là em chỉ phát cho mọi người xem một lúc thôi. Thank you.
cá ở đây không? Đây, con tôm mực này. Tôm mực này, đông mồm này. Đông mồm mồm. Đấy, lên quanh lòng vòng là hết rõ, chỉ có mấy con đấy thôi mọi người. Đây con cọc này. Đây con vàng này. Vàng được 1,2 triệu này mọi người này. Con cọc trắng xù đấy bao nhiêu tiền? Con đấy dân đang đòi 5 triệu đây. Nãy em hỏi đây không? Nãy em hỏi dân đòi 5 triệu đây. Đi xa. Do đổ đều. Do đổ đều. Cha này đã bảo đừng gọi đây. Đây con vàng này được này, con vàng này này. Con vàng này có 1,2 triệu này. Con cọc xù trắng đấy nãy nó đòi 5 triệu nhá. Con sù vàng là được 2 cái. Anh, sù vàng nào nhỉ? Con sù vàng này à? Đực nhá. Con này đực này. Con này đực, cả con nãy cũng là đực nhá. Cả con kia cũng là đực này, con này cũng là đực nhỉ? Đây là con này cũng là đực này. 1,2 triệu hết này, con này đực này. Đấy. Ôi bé tí thôi. Con này non hơn con bên này. Đây con này cũng là đực này. Con này đực nhá. Đây con này đực. Con này cục lửng này. Con này cục lửng này. Em xin phép mọi người bởi em có việc là em đi bây giờ nên là em chỉ phát cho mọi người xem một lúc thôi. Đây em quay lại mấy cái đoàn chó đẹp ngoài này cho mọi người xem nhé. Rồi em xin phép dừng đấy. Đây có mấy con cọc này. Cọc đen là mấy triệu một con ấy nhỉ? Sáu triệu rưỡi, 8,5 triệu, 9 triệu một con cọc đen này. Trắng thì bán hết rồi này. Còn con đỏ này. Con này lông dài này. Đây, con này ok này. Đẹp này.
và chắc hơn 10 triệu. Cái cọc này đợt trước 10 triệu này. Con này trên này thì giá trị nó hơi cao, nhưng con này ở trên này anh em đều tuyển hết rồi. Tuyển hết trên này rồi. Đấy ở dưới đấy, ở dưới chợ thì có mấy con chó đấy thôi. Hai con vàng, hai con cọc sù, một con sù trắng, một con sù đen và hết. Em mới bắt con đấy à? Mới củ một con đấy. Đen này đẹp này. Đen này đẹp phết đấy. Người tai này rất là đẹp. Chợ khá là đông bởi vì là hiện tại nó đang đã ổn rồi, dịch đã ổn, tương đối là ổn. Nên là khá là đông đấy mọi người. Chợ rất là đông luôn. Thôi em xin phép em chào mọi người nhá. Em phải đi có việc nên là hẹn mọi người tuần sau vậy, bởi vì là tuần này là em có việc. Rất cảm ơn mọi người xem cái buổi phát trực tiếp này của em. Ok, em chào mọi người, hẹn mọi người video sau.